the wrong words. Oh no. Hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của Top 1 Haya T và mình là Linh Sói đây. Xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là nhiều sức khỏe các bạn nha. Và trong video ngày hôm nay, anh em mình sẽ cùng đối mặt với ôi trời ơi, tóc biến luôn các bạn ơi, Ritter nữa nè. Trời ơi, nguy hiểm quá vậy, hai cái tóc biến luôn các bạn. Trời ơi, mới vô đầu game thôi mà mới level 1 mà làm hung hăng dữ gì ta. Xem ra cái ván game này team đội bạn chú ý vào chúng ta hơi nhiều nha, cho nên là các bạn cần phải giữ một cái vị trí thật là tốt và luôn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để trong giao tranh các bạn có thể gây được sát thương các bạn ơi. Ok, thời điểm này là thời điểm nhạy cảm nha các bạn ơi. Con rồng sắp xuất hiện rồi, Ritter thì đang núp bụi đằng kia. Mập thì đã mất đi cho mình cái tóc biến rồi. Khỉ lao lên, Ritter vẫn còn một chấm máu. Và mạng đã thu về cho hai GT chạy nè. Trời ơi, kéo về chi nữa trời ơi. Trời ơi, kéo pha hết hồn luôn. Xém nữa là bóp luôn cả khỉ rồi. Ơi ai muốn kéo pha đó gì trời. Tình huống này chắc có lẽ là chúng ta sẽ mất đi con rồng các bạn ơi. Và các bạn xác định nha, một khi đã mất rồng rồi thì thôi các bạn đừng ra hang rồng để làm gì. Vì nó khá là nguy hiểm team bạn khi mà team bạn có Alistair, một vị tướng có thể khống chế, có khả năng khống chế cực kỳ lâu luôn. Cho nên mất rồng thì thôi chúng ta không thể nào ra hang rồng được nha. Và đặc biệt là ở vị trí của Hayate chúng ta sẽ không có cái nguồn sát thương để cướp rồng. Và trong cái bán đấu này các bạn cần phải dành một sự quan tâm đặc biệt đến hai vị trí, đó chính là vị trí của Ritter và Alistair. Đây là một trong những vị tướng có khả năng khống chế cực kỳ khó chịu và với bản chất của Hayate nếu bị khống chế là rất có thể các bạn sẽ bị lên bảng điểm số. Cho nên trong giao tranh hay là trong bất kỳ một tình huống nào đó các bạn cần phải giữ cho mình một cái khoảng cách nó phù hợp để các bạn tránh được những cái nguồn khống chế đến từ những cái vị tướng này nha. Lui lui làm tí mập ơi, team bạn có 3 người Ritter lao lên nè. Rồi chết mập luôn rồi các bạn ơi. Mập pha này hút bị sai rồi ha. Hồi nãy mà mập tiếp tục chạy thì có khả năng còn sống đó các bạn. Còn nếu mà mập đứng lại thì xác định luôn là mập chết rồi. Bây giờ team bạn có 3 người nha, chúng ta cần phải ôm trụ một xíu. Và trong đội hình của team bạn có Ritter thì các bạn hạn chế nên ra những cái bụi nha. Chích những cái bụi đó thật cẩn thận vào. Mặc dù Ritter ở mùa này nó đã được sửa cái chiêu 2 rồi, tuy nhiên Ritter đi support thì vẫn còn rất là mạnh các bạn ơi, cho nên các bạn cần phải thận trọng một tí nha. Và đặc biệt đối với chiêu 2 á thì bị hiệu ứng khống chế Ritter nó bị mất chiêu 2 thôi, còn bây giờ đối với Hayate chúng ta không có tool, không có làm chón, cho nên là chiêu 2 của Ritter nó vẫn còn có tác dụng với chúng ta, cho nên rất là khó chịu, các bạn cần phải trích bụi cho cẩn thận nha. Tình huống này lao lên đánh được rồi các bạn ơi, mid với lại rừng của chúng ta qua rồi nha. Đây là bảo phi tiêu nè, hất tung quá chuẩn xác rồi, double kill mang về cho Hayate. Chúng ta cần phải đợi chờ một cái thời cơ nó khá là chuẩn xác rồi chúng ta mới lao vào nha các bạn ơi. Hạn chế lao vào, bởi vì lúc lao vào Ritter nó vẫn còn chưa hất tung thì rất có thể là một combo của Ritter chúng ta cũng không sống được đâu. Và bản thân của Mập thì nó có giới hạn thôi, trong một số tình huống mà Ritter lên giải thì Mập cũng đành bó tay mà thôi các bạn. Cho nên là các bạn cần phải cẩn thận hơn trong cái lối di chuyển của mình nha. Triệu Vân thì mình không sợ lắm, Triệu Vân với lại Ryuma thì thật sự ra trong ván đấu này mình không sợ Triệu Vân và Ryuma lắm. Tại vì khi mà mình lên được cái rìu làm chậm kéo chuẩn xác quá nè các bạn ơi. Nhưng mà Ritter có công thủ toàn diện nha. Hút sớm tí là ok rồi đúng không? Hút hơi muộn các bạn, hút hơi muộn nha. Quay lại với câu chuyện hồi nãy nha. Đối với hai vị tướng là Triệu Vân và Ryuma thì thật sự trong ván đấu này mình không sợ Triệu Vân và Ryuma đâu các bạn. Bởi vì lý do đơn giản là Triệu Vân thì mình đánh theo phong cách thả diều, còn đối với Ryuma thì mình đánh theo phong cách khô máu, tức là ám sát á. Khi mà mình ám sát được Ryuma, Ryuma nó dồn sát thương không nhanh bằng mình, cho nên là ôi trời tóc biến của Van Hell luôn rồi, tỉnh dữ ta. Cho nên các bạn cứ yên tâm là hai vị trí Ryuma với lại Triệu Vân thì chúng ta dễ dàng outplay được. Bữa hổm có bạn hỏi mình là anh ơi làm thế nào đó để pha này nghịch dại các bạn ơi, pha này nghịch dại rồi. Bữa hổm các bạn có hỏi mình á làm sao để mà khắc chế được bạn Triệu Vân thì thực sự ra Triệu Vân rất là dễ để các bạn có thể khắc chế được. Đơn giản là các bạn cứ đánh thả diều thôi, Triệu Vân không thể nào ám sát được các bạn, rất là khó để ám sát được các bạn. Tại vì các bạn có đến hai chiêu thức nhảy và một cái tốc biến nữa, nên các bạn cứ yên tâm nha. Còn ở vị trí của Ryuma thì chúng ta không nên đánh thả diều, không nên cấu rỉa mà chúng ta chọn cái lối đánh là khô máu nha. Lao lên đánh khô máu, Ryuma sẽ bị sốc sát thương nhanh hơn chúng ta. Có một tình huống đánh nhau gấu Yuka thì truy đuổi bằng người của Triệu Vân, yếu máu buộc anh ta phải lui thẳng vào trong trụ. Tốc biến của Rishi hất tung quá đẹp và mạng của Van Hell đã thu về cho Hayate. Ritter cũng đã lao lên nhưng anh ta quá sai lầm, Triệu Vân thì may mắn anh ta có thể về được. Alistair thì lao lên quá hổ báo, lần này anh ta phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Và 3 điểm hạ gục đã dành cho team của chúng ta các bạn ơi. Và nâng tỷ số hiện tại của chúng ta lên 6-1 rồi nha. Chúng ta đang khá là xanh và tiện thể đường đây thì chúng ta mờ lem luôn cái con rồng này thôi các bạn ơi. Ăn được đồng chúng ta sẽ có thêm bù lợi nha. Đây là phút thứ 5 rồi chúng ta được 6 mạng á. Cũng xanh phết đó chứ bạn nhờ. Nhưng mà để rồi đẩy được lính nha các bạn ơi. Đèn lính này lên nha. Chúng ta sẽ cố gắng đẩy trụ. Triệu Vân đã đến rồi. Rishi thì vẫn còn ở đây. Cố gắng đuổi Triệu Vân về. Triệu Vân vẫn còn 50% máu. Chúng ta đẩy trụ thôi nè các bạn ơi.
Bên cánh phải thì Van Heel cũng đã tới chón được Ricci, quả cầu băng xương nó quá hợp lý trong tình huống này, hất tung vào một cái thảo bướm có được cái mạng của Triệu Vân. Chúng ta không còn máu nữa nha. Và đây đang cố gắng truy đuổi đó chính là vị trí của Van Heel và tốc biến. Ồ, hy sinh rồi các bạn ơi. Thôi biến về luôn các bạn ơi. Mập ơi, tưởng lộ bình an nha. Chúc may mắn, chúc may mắn về tới đàn. Ok, bây giờ lên làm lại thôi nào các bạn ơi. Cái trụ chắc có lẽ là mình không giữ được rồi, tại vì bây giờ là phút thứ 6 rồi. Team đội bạn bê trụ rất là nhanh. Và các bạn ơi, mình phải sợ đó chính là vị trí của Van Heel ha. Có rất là nhiều hiệu ứng khống chế luôn. Chón rất là khó chịu ha. Nhưng mà không sao nha, chúng ta vẫn thử nha các bạn ơi. Vẫn thử nè, tích được nồi nếu là tại rồi. Pha này chón hay với gì ta. Pha đó mà không chón là mình lên cái anti nữa là Van Heel đi bụi luôn á các bạn. À mà các bạn ơi, có một số mẹo nho nhỏ khi mà các bạn phải đối mặt với lại vị tướng là Ritter với lại vị tướng Triệu Vân á các bạn. Tức là trong combat các bạn hạn chế lao lên đánh nhau lúc mà xạ thủ team bạn còn yếu máu nha. Cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà team bạn núp bụi rất là nhiều và đa phần là núp ở phía sau đồng đội của mình. Khi đồng đội của mình sắp hết máu hay là các bạn tiến gần đến những cái bụi á, là Ritter đã lao lên, là Triệu Vân đã lao lên. Và các bạn cũng biết rồi đó, với vị trí của Ritter và Triệu Vân thì chỉ có một combo các bạn không đỡ được đâu. Đang có một tình huống núp bụi và chúng ta đã né được chiêu thức của Ritter nha. Bắt đầu lao lên đến từ vị trí của Khỉ nhưng gõ sai mục tiêu rồi bạn ơi. Lồng kích của Triệu Vân và Khỉ nhanh chóng bị trả giá. Đây là thời cơ bảo vi tiêu kèm theo tốc biến hạ sát được cả hai thành viên. Ryuma đang đứng ở ngoài cho khá tốn hạ sát được chúng ta. Gấu ơi là gấu, gấu ơi là gấu. Trời ơi, gấu ơi, trời ơi. Trời ơi, kéo được luôn rồi kìa bạn ơi, thời cơ đã đến. Số tới đỡ không nổi các bạn ơi. Ok, đeo huân chương cho gấu nha, đeo huân chương cho gấu. Trời, gấu có một pha bù la dễ sợ luôn. Ok, không sao nha, trận đấu của ngày hôm nay vẫn có thể gỡ được khi mà tỷ số hai bên nó đang khá hòa nhau, 13-14 các bạn ơi. Chuẩn bị cho những cái tình huống giao tranh tiếp theo nè. À mà các bạn ơi, nếu mà các bạn đã xem đến video đoạn này rồi á, các bạn đừng quên là bấm cho mình một nút like nha, đăng ký kênh để ủng hộ mình dành cho những bạn nào mà chưa đăng ký kênh. Giao tranh đang sắp sửa nổ ra, án tử dành cho bạn Van Heel, quá đẹp, phút quá chuẩn xác, kéo được cả ba thành viên nhưng tại sao lại ngừng lại vào thời điểm này. Ryuma lướt qua tường hy vọng là sẽ chón được chúng ta. Rút về thôi nào bạn ơi, Mập ơi đừng kéo nữa về đi bạn ơi. Có vẻ không ổn rồi, Mập đã hy sinh và ba thành viên của đội bạn tiếp tục lao lên đánh vào người chúng ta. Trong khi Alistair thì vẫn chưa sử dụng cho mình cái trói nhưng chúng ta luôn luôn phải giữ một cái vị trí nó an toàn nha. Đã quyết định quay trở lại đến từ vị trí của Khỉ nha. Lao vào đập đúng rồi, có được cái mạng của Ritter. Vừa thắng xong đây nè các bạn ơi, lật kèo combat nào. Bây giờ thì ngục tù Vĩnh Hằng mới có thì ai dồn sát thương cho bạn nữa. Và Alistair đã phải trả giá cho điều đó. Đằng này thì Ryuma đang cố gắng bớt vét một cái mạng nào đó đến từ vị trí của chúng ta nha. Ok, không còn nhiều máu nữa các bạn ơi, để cho đồng đội chúng ta làm nha. Ritter nguy hiểm quá, Ryuma nguy hiểm quá các bạn. Ok, và cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một pha combat thắng lợi các bạn ơi. Các bạn trong những cái tình huống như vậy các bạn hạn chế lao lên nha. Nhiều bạn mình nghĩ là trong cái tình huống mà Grack hút được cả ba thành viên là nhiều bạn lao lên rồi đúng không? Nhưng mà tình huống đó nó chưa phải là lúc mà các bạn lao lên. Thứ nhất là Grack đang còn yếu máu, thứ hai nữa là vị trí của Alistair nó vẫn còn nguyên cái trói các bạn. Và chúng ta chỉ có hai thành viên thôi, lúc đó team bạn có ba thành viên mà Grack là hết chiêu rồi, ngoại trừ cái chiêu hút nó ra là hết rồi. Mà chúng ta lao lên thì lúc này chúng ta bị ăn cái trói là chúng ta bị lên bảng luôn á các bạn. Cho nên hãy cẩn thận một tí các bạn ơi. Và sau khi đẩy đèn lính lên thì mục tiêu chúng ta tiếp theo đó chính là cái con tà thần này nha. Đồng đội chúng ta còn có mặt ở đây, ăn tà thần nè bạn ơi. Gấu ơi, Mập ơi, Bướm ơi, vào phụ một tay Bướm ơi. Gấu ơi, Mập ơi, Bướm ơi, các loài động vật ơi, Gấu ơi, Bướm ơi, Khỉ ơi, Mập ơi, Khỉ ơi, Mập ơi, Gấu ơi, Bướm ơi. Trời ơi, không ai nghe lời tôi hết trơn trời. Và đó chính là vị trí của Ryuma, một quyết định quá sai lầm mà chúng ta đã có được một điểm hạ gục của Ryuma. Và chúng ta cũng đã có cho mình bù lợi tà thần, hai thành viên của team bạn mất kiên nhẫn. Đây là hất tung quá đẹp đến từ vị trí của Rishi. Team bạn đang tan nát và đây là chính là mạng của Ritter, mạng thứ hai của team bạn buộc phải nằm xuống. Quá đẹp rồi bạn ơi, tiếp tục lao lên nào. Thằng Triệu Vân nó nằm ở trong bụi nè các bạn ơi. Ở khu đường giữa đang có một sự vây bắt đến từ vị trí của Alistair đằng kia. Có vẻ như Alistair phải chịu chết trong tình huống này rồi. Và chính xác là như vậy, Alistair là mạng thứ ba của team bạn buộc phải nằm xuống. Đẩy đường lên nè các bạn ơi, con tà thần đã được triệu hồi ở khu vực đường giữa rồi nha. Chúng ta sẽ đẩy cao cái đàn lính này lên, sau đó hội tụ cùng đồng đội của mình bê lấy cái trụ giữa nè thôi các bạn ơi. Chúng ta đang có mặt bốn người ở đây, Khỉ thì đang đẩy lẻ ở khu vực đường kia. Team bạn đã bắt đầu hồi sinh ra rồi. Con tà thần và đàn lính này đang được tràn lên, hất tung quá đẹp rồi. Đây là án tử dành cho Van Heel. Người tiếp theo ra đi không ai khác đó chính là vị trí của anh chàng Ryuma. Ritter ra lao lên bằng cái dùng địa quỷ xóa sổ được đàn lính rồi, nhưng anh ta đành phải bỏ mạng. Triệu Vân đà bọc hậu phía sau, nhưng đó chính là điểm hạ gục quét sạch dành cho team bạn. Và chiến thắng của trận đấu này đã thuộc về giơ team của 2GT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nha. Bye bye.